Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 36A ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, thời gian qua thì ngành thuế đã thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Trong đó, một trong những giải pháp được triển khai mạnh mẽ là dịch vụ nộp thuế điện tử với cá nhân có tài sản cho thuê. Đây là giải pháp ngành thuế cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho đối tượng người nộp thuế là cá nhân. Từ tháng 11 năm 2016, ngành thuế đã triển khai thí điểm thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân có tài sản cho thuê tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau một năm triển khai, thì trên cơ sở kết quả thí điểm mang lại, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2715 ngày 29 tháng 12 năm 2017 để chỉ đạo triển khai nộp thuế điện tử trên phạm vi cả nước. Việc mở rộng triển khai nộp thuế điện tử với cá nhân cho thuê tài sản trong phạm vi toàn quốc cho thấy sự quyết tâm cao của ngành thuế trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Và đây cũng chính là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Mở rộng triển khai nộp thuế điện tử đối với cá nhân có tài sản cho thuê. Và trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây. Từ tháng 1 năm 2018, Tổng cục Thuế đã chính thức mở rộng triển khai nộp thuế điện tử với những cá nhân cho thuê tài sản tại tất cả các tỉnh, thành phố. Cụ thể, việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản tại 63 tỉnh, thành phố sẽ thực hiện theo lộ trình gồm 2 giai đoạn. Từ tháng 1 năm 2018, mở rộng triển khai trên địa bàn 32 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Từ tháng 5 năm 2018 sẽ triển khai mở rộng trên địa bàn 31 tỉnh thành phố là Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Được biết, từ tháng 11 năm 2016, ngành thuế đã triển khai thí điểm thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản tại hai thành phố lớn là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau một năm đã có khoảng 30.811 tài khoản cá nhân đăng ký giao dịch điện tử với khoảng 45.317 tờ khai điện tử đã được thực hiện. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 20.993 tài khoản và 29.711 tờ khai, Hà Nội là 9.818 tài khoản và 15.606 tờ khai. Theo phản ánh, việc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà rất thuận lợi. Nếu như trước đây, người dân cho thuê nhà phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hàng quý, đến thời điểm khai phải đến chi cục thuế nơi có nhà cho thuê để nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện. Với việc kê khai thuế qua mạng, cá nhân cho thuê nhà có thể khai thuế mọi lúc, mọi nơi, ở mọi thời điểm 24/7 mà không cần mất nhiều thời gian công sức đi lại, chờ đợi. Việc khai thuế điện tử được thực hiện rất dễ dàng trên bàn máy tính bảng, thậm chí là trên điện thoại di động. Qua phần tổng hợp vừa rồi có thể thấy những kết quả mà ngành thuế đạt được trong bước đầu thí điểm tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này là dấu mốc khẳng định cho sự thành công ban đầu cho việc khai nộp thuế điện tử đối với cá nhân nói chung và cá nhân có tài sản cho thuê nói riêng, góp phần tạo thuận lợi, đơn giản hóa tối đa thủ tục cho người nộp thuế, cũng như giảm số giờ nộp và kê khai thuế trong thời gian vừa qua. Cá nhân cho thuê nhà có thể khai nộp thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi, ở mọi thời điểm 24/7 mà không mất nhiều thời gian chi phí. Việc khai thuế được thực hiện rất dễ dàng trên máy tính bàn, máy tính bảng, thậm chí là trên điện thoại di động. Đây là những tiện ích mà người nộp thuế được thụ hưởng nhờ dịch vụ nộp thuế điện tử do Tổng cục Thuế triển khai trong thời gian qua. Về việc cá nhân có nhà cho thuê mà được kê khai thuế từ hoạt động cho thuê nhà bằng điện tử ấy, thì cái nhất họ sẽ rất nhiều thuận lợi. Cái thuận lợi nhất là họ sẽ giảm thiểu thời gian. Cái thứ hai nữa là họ có thể tranh thủ mọi lúc mọi nơi để kê khai. Và cái thứ ba nữa là họ có thể tiết kiệm thời gian công sức đến chi cục thuế để nộp tờ khai. Và thay vì họ cũng phải là gửi tờ khai phải đến cơ quan thuế thì họ sẽ làm là gì? Khai điện tử và nộp thuế điện tử.
và có thể là gì? Có thể là chữ ký số hoặc là có mã xác thực của cơ quan thuế thì đều thực hiện được. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái cải cách thủ tục hành chính rất là tốt của ngành thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện được nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó, đối với các cá nhân có nhiều tài sản cho thuê ở các tỉnh khác nơi cư trú, thì việc đi lại xa xôi đôi lúc sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là công tác. Vì vậy, theo các chuyên gia, việc kê khai thuế qua mạng không những hỗ trợ thời gian công sức đi lại của người cho thuê, mà còn dễ dàng đối với cơ quan thuế trong việc kiểm soát, bởi khi đó tất cả các dữ liệu sẽ được lưu lại trong một tài khoản do cơ quan thuế cung cấp. Ở đây đặt ra là như chúng ta cũng đã biết là khi mà kê khai điện tử như vậy, thì nhiều khi một thao tác hay nhiều thao tác, tức là họ có thể một nhà hoặc có nhiều nhà, khi họ cho thuê thì tất cả đều nằm trong cơ sở dữ liệu. Để trên cơ sở đó là gì? Cơ sở dữ liệu người ta sẽ sàng lọc ra, nếu anh thuộc đối tượng nộp thuế thì cơ quan nhà nước sẵn căn cứ đó mà anh cơ quan nhà nước khấu trừ thuế và sẽ tính chiết khấu trừ cái, tức là tính thuế luôn từ cái dữ liệu đó. Nhưng trong trường hợp mà anh không thực hiện công tác kê khai điện tử thì sao ạ? Một nhà thì người ta cũng sẽ biết là một nhà, 10 nhà thì 10 nhà tách bạch. Đi lại sẽ mất thời gian. Ví dụ như có nhiều người có nhà ở cư trú ở một địa bàn, ví dụ quận Đống Đa, nhưng có nhà cho thuê ở một địa bàn khác, ví dụ như là ở quận Hai Bà Trưng, hoặc là có người ở Hà Nội có nhà cho thuê ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu mà như trước đây thì nghĩa là phải vào trong Thành phố Hồ Chí Minh, phải vào các cái quận mà không phải nơi cư trú để thực hiện cái việc mà xin cấp mã số thuế cũng như là việc nộp tờ khai cho thuê nhà. Nhưng mà nếu mà theo như là cái dịch vụ công trực tuyến mà nộp tờ khai điện tử này thì chúng tôi đã theo cái quy trình này thì chúng tôi xác định là người dân sẽ chỉ phải nộp trên cái một cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để thực hiện các cái dịch vụ khai trực tuyến này. Theo các chuyên gia, triển khai công tác khai nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không những giúp tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế, mà còn giúp giảm bớt giấy tờ và thủ tục trực tiếp giữa người nộp thuế và cơ quan liên quan, từ đó giảm được số giờ kê khai thuế của Việt Nam. Cái việc mà triển khai cái này là một sự quyết tâm rất lớn là của ngành thuế cũng như là của Bộ Tài chính muốn cung cấp một dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ như là cấp độ 4 để cho người nộp thuế được hưởng những cái dịch vụ tiện ích của cơ quan nhà nước. Trước đây là như các anh chị biết là đối với cá nhân mà có nhà cho thuê, tức là trong các anh chị sẽ có người có nhà cho thuê, thì chúng ta cũng biết là để việc đến cơ quan thuế và nộp các cái tờ khai thì cũng rất là mất thời gian. Không những thế, việc kê khai thuế điện tử còn là giải pháp phòng chống tham nhũng, thay đổi những thói quen thanh toán bằng tiền mặt, từ đó góp phần giảm số giờ nộp thuế của Việt Nam. Rõ ràng là khi mà nộp thuế điện tử nó vừa giảm nhẹ các cái công việc cho cái bên cơ quan thuế, vừa đảm bảo cái tính tự khai, tự nộp thuế một cách tương đối chủ động của cái đối tượng nộp thuế. Và đồng thời ấy, nó lại tạo cái kết nối với ngân hàng và giảm cái thanh toán không dùng tiền mặt. Chính vì cái lẽ đó cho nên cái việc mà triển khai thuế điện tử là rất tốt. Mà cái việc mà áp dụng chính sách điện tử vào trong đó, bản thân chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần thiết, bởi vì có như vậy thì các giao dịch liên quan nó mới là công khai minh bạch. Và cái việc như thế này, việc áp dụng chính sách điện tử này, nó sẽ là gì? Nó sẽ là một bước để thực hiện chính sách phòng chống tham nhũng của chúng ta. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, việc từ tháng 1 năm 2018, Tổng cục Thuế chính thức mở rộng kê khai nộp thuế điện tử với những cá nhân cho thuê tài sản tại tất cả các tỉnh, thành phố sẽ giúp cho công tác thuế được thuận lợi hơn, số tiền thu thuế và ngân sách nhà nước có thể được tăng thêm và đặc biệt sẽ chống thất thu thuế. Bộ Tài chính cũng đã có, trước kia là có văn bản thí điểm, nhưng bây giờ đã có các quyết định và hướng dẫn rất là chi tiết. Và tôi nghĩ rằng khi Bộ Tài chính đã có những quyết định đó và cơ quan thuế đang triển khai, không chỉ có các thành phố lớn mà chúng ta sẽ mở rộng thêm các điểm, thì cái hoạt động về thuế thì tôi nghĩ rằng số tiền thuế có khả năng là tăng lên và chi phí tiền thuế thì có khả năng giảm đi, và như vậy rất là tốt chung cho kể cả người nộp thuế và kể cả cơ quan thuế và kể cả cho những người đi thuê tài sản, họ cũng cảm giác là dễ chịu hơn. Làm như vậy thì nó sẽ giảm bớt được cái thời gian cho cái người nộp thuế, nó đảm bảo cái sự chính xác, cái sự nhanh chóng, tránh được những cái thất thu, và trên cái bình diện là quản lý nó sẽ đơn giản, nó sẽ hiệu quả, nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều so với trước đây. Khi thực hiện giao dịch, toàn bộ thông tin số thuế được cập nhật sẵn trong hệ thống, người nộp thuế được hỗ trợ khi thực hiện các thao tác nộp thuế điện tử,
Với dịch vụ nộp thuế điện tử dành cho cá nhân, người nộp thuế cũng không còn phải lo lắng khi nộp thuế vào ngày nghỉ thứ Bảy. Trước đây, ngày nộp thuế sẽ được tính vào thứ Hai tuần sau, thì nay vẫn đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng vào ngày thực tế giao dịch. Có thể thấy những thuận lợi từ khai nộp thuế điện tử đối với cá nhân có tài sản cho thuê là rất lớn. Song trên thực tế hiện nay vẫn còn những hạn chế và những khó khăn tồn tại trong quá trình triển khai công tác này. Vậy những hạn chế đó là gì? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Hiện nay, đa số các cá nhân có tài sản cho thuê thường rơi vào độ tuổi trung niên, khả năng sử dụng thành thạo Internet còn hạn chế. Vì vậy, đa phần người dân còn tỏ ra khá e ngại trước việc khai thuế điện tử, bởi nhìn chung, không phải cá nhân nào cũng có thể sử dụng công nghệ thông tin một cách thành thạo. Ví dụ như cái chuyện đục thuế, thuê nhà, cái thứ, thì đúng là cải cách như vậy thì nó cũng sẽ đem lại cái thuận tiện. Còn người ta người có thể ở nhà, không phải xếp hàng hay là các thứ thì thuận tiện cho tất cả. Và bên kể cả như bên Bộ Tài chính quản lý cũng sẽ dễ hơn. Thế nhưng mà nếu mà như thế thì các bạn cũng phải nghĩ ra một cái phần mềm thật đơn giản để cho những người mà cái trình độ IT, trình độ về công nghệ thông tin bình thường khó có thể sử dụng được thì mới đem lại kết quả. Theo các chuyên gia, việc nộp thuế điện tử đối với cá nhân cần phải linh hoạt, người dân được quyền lựa chọn cách nộp nào thuận lợi cho mình và cơ quan thuế không nên ép buộc. Bởi vì ta chính sách thuế chúng ta càng hướng dẫn để cho mọi người càng dễ dàng tiếp cận với chính sách thuế hơn, dễ khai báo, dễ nộp hơn, thì thực chất đó là ta tăng được cái nguồn thu thuế. Các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan thuế, phải làm mọi cách để là tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho người đi nộp thuế, đúng không? Không, người đã đi nộp thuế là riêng việc họ muốn đi nộp thuế thôi, riêng cái điều đó thôi, thì đối với các cái cơ quan thuế phải thấy đây là một cái điều mà rất cần được khuyến khích, động viên và trân trọng. Không nên tạo ra bất cứ một cái khó khăn gì, tạo nên bất cứ một cái điều gì mà để cho họ cảm thấy cái việc đi nộp thuế nó khó khăn. Thực hiện chính pháp chính phủ điện tử áp dụng vào cái lĩnh vực cho thuê nhà này mà nó đảm bảo hiệu quả thì chúng ta phải phổ cập ở các tỉnh khác. Đồng thời qua đó là chúng ta phải thực hiện công tác tuyên truyền. Và đặc biệt là trong công tác tuyên truyền đó chúng ta phải làm sao phân tích để cho người dân người ta hiểu rằng áp dụng chính sách này họ là người có lợi nhiều nhất. Và khi họ có lợi nhiều nhất thì chắc chắn họ sẽ áp dụng. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta không tìm được biện pháp, không tìm được cách thức để làm sao tuyên truyền đến với những người dân mà đặc biệt là những người đi thường xuyên cho thuê nhà thì khi đó cái hiệu quả chúng ta sẽ không được đảm bảo. Bên cạnh đó, việc kê khai thuế điện tử đối với cá nhân có nhà cho thuê cũng tiềm ẩn những rủi ro, bởi nếu người dân có nhu cầu thực hiện kê khai thuế điện tử thì phải thực hiện đăng ký qua điện thoại, sau đó nhận mã OTP từ cơ quan thuế gửi về điện thoại di động của người nộp thuế để bắt đầu giao dịch. Vì vậy, việc kiểm soát và lưu thông tin cá nhân là vấn đề rất quan trọng. Nếu mà xác thực bằng OTP thì có một số rủi ro, như thể là cái khi mà cái điện thoại, cái số tiếp nhận thông tin, cái thông tin liên lạc giữa người nộp thuế và cơ quan thuế nó sẽ không được thông suốt khi mà cá nhân đấy không sử dụng điện thoại đấy nữa, không sử dụng số điện thoại đấy nữa, hoặc là cá nhân đấy bị mất số điện thoại hoặc là chuyển nhượng số điện thoại, thì dẫn đến cái thông tin của cái việc cơ quan thuế đối với người nộp thuế nó sẽ không được thông suốt. Tất cả các đối tượng nộp thuế thì đều được bình đẳng trước cái pháp luật Việt Nam. Nếu ta đưa ra những cái chính sách đối với cái loại hình này nộp thuế thì ta phải quy định thế này, đấy, loại hình khác mà ta lại quy định không tạo điều kiện cho họ như thế thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều mà nó không thực sự là hợp lý lắm. Những năm trở lại đây, ngành thuế đã có rất nhiều cải cách về thủ tục hành chính, nhất là quy trình kê khai thuế. Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả và triển khai trên diện rộng thì trong thời gian tới, ngành thuế cần tiếp tục nâng cấp phần mềm để người dân ở mọi độ tuổi, vùng miền đều có thể triển khai một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa để ứng dụng kê khai thuế điện tử thực sự tạo thuận lợi cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Chương trình Tài chính thuế tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.